Kỳ án Trung Quốc, 17 năm truy bắt hung thủ trả thù cho chồng. Lý Quế Anh sinh năm 1959, vốn là chủ nhiệm hội phụ nữ về kế hoạch hóa gia đình của thôn Tề Pha, thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 1998, cũng là ngày mùng 3 Tết, Quế Anh nảy sinh tranh cãi với một người đàn ông cùng thôn tên là Tề Học Sơn. Sau đó, chồng của cô là Tề Nguyên Đức đến bảo vệ vợ, đánh nhau với Học Sơn và bốn người cùng thôn khác gồm Tề Kim Sơn, Tề Bảo Sơn, Tề Khoát Quân và Tề Hải Doanh. Trong lúc ẩu đả, Đức bị Kim Sơn đâm, lại bị Doanh dùng xẻng đánh mạnh vào gáy, sau đó chết vì mất máu quá nhiều. Quế Anh bị đâm 3 nhát vào đùi và bụng. Sau án mạng, 5 nghi phạm chạy trốn. Quế Anh trở về nhà sau hơn 30 ngày nằm viện, thề trước mộ chồng sẽ chăm lo tốt cho 5 đứa con và nhất định sẽ bắt được hung thủ trả thù cho chồng bằng bất cứ giá nào. Ban đầu, Quế Anh trông chờ cảnh sát sẽ bắt thủ phạm, nhưng đến đồn công an hết lần này đến lần khác, câu trả lời cô nhận được luôn là: "Chúng tôi đang tìm kiếm, cô về nhà đợi đi." Cảnh sát còn nhiều lần kêu cô đi tìm manh mối. Sau một tháng chờ đợi không có kết quả, Quế Anh quyết định dựa vào chính mình. Cô mang theo con đi khắp thôn, năn nỉ từng người cung cấp manh mối. Sau hơn 30 ngày, một người rỉ tai cô: "Tôi có manh mối, nhưng đừng nói với ai là tôi nói cho cô. Nhà họ đông người, tôi sợ bị trả thù." Người này cho biết Học Sơn đang làm công ở Bắc Kinh. Ngay sau đó, cô báo tin Học Sơn xuất hiện tại một công trường xây dựng ở quận Phong Sơn, Bắc Kinh cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói địa chỉ quá mơ hồ, không chính xác. Nếu đánh động rồi bắt hụt thì sau này sẽ càng khó tìm. Không còn cách nào khác, Quế Anh về nhà lấy ít quần áo rồi một mình đến Bắc Kinh lần đầu tiên trong đời. Người thân khuyên cô đi cùng một người đàn ông cho an toàn, nhưng cô từ chối vì sợ dân làng đàm tiếu. Quế Anh học cách xem bản đồ, đi bộ khắp nơi mới tìm được công trường. Cô mặc bộ quần áo bẩn thỉu, đeo khăn trùm đầu rồi ngồi canh chừng bên ngoài. Phát hiện Học Sơn, cô đè nén cơn tức giận, lặng lẽ trở về và trình báo cảnh sát. Tháng 3 năm 1998, theo địa chỉ Quế Anh cung cấp, cảnh sát đã bắt giữ Tề Học Sơn. 5 tháng sau, cô lại đến đồn cảnh sát báo địa chỉ của Tề Bảo Sơn ở Sơn Tây, giúp cảnh sát bắt thành công nghi phạm thứ hai. Theo lời khai của Học Sơn và Bảo Sơn, mấy anh em nhà họ cho rằng vợ chồng Quế Anh báo cáo chuyện họ sinh đẻ vượt kế hoạch nên bàn nhau trả thù. Bên cạnh đó, hai bên còn có mâu thuẫn về đất làm nhà. Năm 2000, Học Sơn và Bảo Sơn đều bị kết án 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, với ba kẻ còn lại, Quế Anh chạy khắp các tỉnh thành suốt 2 năm cũng không tìm được thông tin nào hữu ích. Cô bắt đầu tìm cách phát triển mạng lưới nguồn tin ở nhiều địa phương, tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng hương và thân thích đi làm ăn ở nơi khác. Những lúc chờ đợi manh mối, cô mua rất nhiều sách về điều tra tội phạm, nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời học cách ngụy trang, quản lý biểu cảm và che giấu thân phận. Mùa thu năm 2000, Quế Anh nhận được tin ba nghi phạm đang ở Tân Cương làm nghề chở hàng thuê, nhưng chỉ biết là ở thành phố lớn, không có địa chỉ cụ thể. Cô phải đi Tân Cương nhiều lần vì nơi đây quá rộng lớn. Cô cũng không biết rằng cả ba đã thay tên đổi họ, làm lại giấy tờ để bắt đầu cuộc sống mới. Mặt khác, có người trong thôn đã lén báo tin cho ba nghi phạm. Mùa đông năm 2007, Quế Anh mang theo 1.000 nhân dân tệ cuối cùng đến Tân Cương tìm kẻ thù. Tuy nhiên, khi đến được địa điểm theo tin báo, cô mới biết đối phương đã rời đi nửa tiếng trước và không rõ chuyển đi đâu. Trong hơn 10 năm kể từ lúc án mạng, Quế Anh làm việc đồng áng và buôn bán đinh sắt để kiếm tiền, vừa chăm lo cho các con và ra ngoài tìm kiếm nghi phạm ở khắp 10 tỉnh thành. 4 trong 5 người con đậu đại học, 3 trong số đó học luật với lời dặn dò sau này phải giúp đỡ những người giống như mẹ. Năm 2011, một manh mối quan trọng đã xuất hiện. Học Sơn và Bảo Sơn được ra tù, sau đó lập tức về xây nhà mới. Quế Anh hoài nghi tiền của họ là do người anh cả Kim Sơn gửi về. Cô học cách điều tra hồ sơ cuộc gọi, nhờ vả các mối quan hệ để tìm ra hồ sơ điện thoại cố định. Theo mã vùng, cô phân tích xem Học Sơn và Bảo Sơn đã liên hệ với ai thời gian gần đây. Sau nhiều ngày điều tra, cô xác định được một số điện thoại ở Urumqi
rất có thể là của Kim Sơn và luôn gọi vào lúc nửa đêm. Quế Anh đã báo số điện thoại này cho cảnh sát, sau đó cảnh sát tăng cường mở cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được Tề Kim Sơn, đã đổi tên thành Hàn Bảo Thành vào tháng 3 năm 2011. Ngày 6 tháng 1 năm 2012, Kim Sơn bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Nhưng năm 2015, bản án bị tòa án cấp cao Hà Nam bác bỏ vì thiếu bằng chứng quan trọng là hung khí. Quế Anh buộc phải treo tiền thưởng trong thôn. Không lâu sau, có người đòi cô 10.000 nhân dân tệ để đổi lấy con dao mổ lợn gây án năm đó. Sau khi Quế Anh mua được hung khí, ngày 13 tháng 7 năm 2015, Tề Kim Sơn bị phán tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Trong 2 năm, nếu không phạm tội khác thì sẽ được chuyển thành tù chung thân. Tháng 10 năm 2015, Quế Anh nhận được tin Tề Hải Doanh đã đổi tên thành Tề Hảo Ký và báo cho cảnh sát. Lúc này, vụ việc của Quế Anh thu hút được sự chú ý của truyền thông. Cảnh sát thành lập tổ chuyên án, bắt giữ hai nghi phạm cuối cùng lần lượt vào tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Theo báo cáo, cuối năm 2019, trong dịp kiểm tra đăng ký hộ khẩu của đồn cảnh sát thị trấn Nam Đốn, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, bố của Doanh đã lợi dụng chức vụ phó chủ nhiệm thôn để điền tên con thành Tề Hảo Ký vào hộ khẩu rồi giao cho một cảnh sát chỉnh lý nhập liệu. Tháng 11 năm 2017, Tề Hải Doanh và Tề Khoác Quân bị kết tội cố ý gây thương tích, nhận án lần lượt là chung thân và 15 năm tù. Văn phòng Công an thành phố Hạng Thành cũng thành lập tổ điều tra để truy cứu trách nhiệm của những người tham gia điều tra vụ án và những người đã bao che tội phạm.